Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên bàn của mình đang là một số những cái chiếc máy ảnh mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay đây. Ví dụ như là những cái chiếc như Sony Alpanic 5 này, một chiếc Sony Alpanic 3N màu hồng. Chiếc Sony Alpanic 3N màu hồng này thì đi kèm với một cái ống kính PK là ngàm của Pentax, đây là một cái ống kính MF. Tiêu cự của nó là gì đây? Rikenon 50mm F2. Ống kính này thì có thể xóa phông khá là tốt, với một cái khẩu độ f2.0 thì các bạn cứ yên tâm là chúng ta có thể xóa phông tốt. Ngoại hình của con nick 3N này thì mình đánh giá nó rơi vào tầm 95 đến 96%, cũng tương đối đẹp, không có vấn đề gì các bạn nhé. Chiếc máy ảnh này nó sẽ có mức giá là hơn 4 triệu này. Ngoài ra ở đây cũng có hai chiếc Sony Alpanic 3N màu đen nữa. Hai chiếc máy ảnh màu đen này thì ngoại hình nó rơi vào tầm 98 đến 99%. Chiếc nick 3 thì tuần trước cũng như là tuần vừa rồi nó được bán khá là chạy bên mình. Một phần là do là cái chất lượng hình ảnh của nó cũng tương đối ok đúng không ạ? Nếu chúng ta chất lượng hình ảnh của nó không ok thì mình nghĩ là cũng không có nhiều các bạn mua như vậy. Một phần nữa là cái phần ngoại hình của nó. Con máy ảnh này khá là nhỏ gọn, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái bàn tay của mình và máy này nó rất là bé đúng không ạ? Vì vậy mà nó cũng chỉ to hơn một chút so với những chiếc máy ảnh compact mà các bạn dạo gần đây nó rộ lên trend thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh của những cái chiếc máy ảnh này thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với những chiếc máy ảnh compact. Trong trường hợp các bạn thay đổi cái ống kính này, chúng ta chuyển sang một những ống kính chuyên dụng hơn vào một cái công việc nhất định cụ thể nào đó thì chất lượng hình ảnh nó còn tốt hơn nữa. Đặc biệt là những chiếc máy ảnh compact mà có mức giá chỉ có 2-3 triệu trên thị trường. Đấy là một số những chiếc Nick 3N. Ngoài ra thì ở đây mình có những cái chiếc như Nick 5R này. Nick 5R có hai chiếc, có một chiếc thì hôm nọ đã về rồi này. Chiếc máy này là thu lại của một bạn, bạn ấy nâng đời lên một máy khác. Còn một chiếc nữa thì hôm nay cũng mới về. Chiếc máy này cũng khá là đẹp, mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 95 đến 96%. Điểm trừ duy nhất của nó là cái mặt cái chỗ này. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó có một số những cái vết đen đen ở cái chỗ mà gần cái chữ Nick 5R này. Thế đâm ra làm tổng thể các con máy bị xấu đi một chút. Ở đây cũng có một chút mờ sơn, nhưng tổng thể con này cũng còn khá là đẹp. Đặc biệt là cái ống kính 18-55 này. Ống kính này ống kính đi theo máy thôi, nhưng mà tuy nhiên ống kính này còn rất đẹp luôn này. Thân của nó cũng đẹp luôn. Con này thì cũng có một bạn, bạn ấy bảo nhờ mình lấy một con Nick 5R rồi, nhưng mà mình không biết là bạn có ưng cái màu này hay không. Thì sau video này mình sẽ gửi cho bạn đấy. Nếu trong trường hợp bạn ấy thích thì mình sẽ để lại cho bạn đấy. Dù gì bạn đã cọc rồi. Đấy là Nick 5R. Nick 5R có hai con nhé. A5100 thì luôn luôn vẫn về bên mình. Ví dụ như ngày hôm nay thì có một con màu đen rất đẹp ở đây. Đây là một cái chiếc ngoại hình nó rơi tầm 97-98%, cực kỳ là đẹp. Màn có miếng dán rồi và đi kèm ống kính vẫn là một cái ống kính truyền thống là 16-50. Màu trắng cũng có một chiếc ở đây cũng rất đẹp luôn. Chiếc màu trắng này cũng rơi vào tầm 97 đến 98%. A5100 thì bên mình hiện tại là đang rất là sẵn hàng và ngày nào cũng có hàng về cũng như là ngày nào cũng có hàng đi. Ở đây có một cái chiếc Sony Alpha A5000 nữa. Thoạt nhìn chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiếc Sony Alpha A5000 này có mấy cái kiểu dáng thiết kế là khá là giống so với Sony Alpha A5100. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý này, A5000 có một cái thông số kỹ thuật nó kém hơn Sony Alpha A5100 là khá là tương đối. Kiểu dáng nó giống thôi, nhưng chất lượng của Sony Alpha A5000 này nó chỉ tương đương với những chiếc máy ở trong cái cùng phân khúc của nó là hơn 5 triệu mà thôi. Vì vậy các bạn nên lưu ý, mình bán thì mình vẫn phải tư vấn chuẩn cho các bạn, đó chính là nó không thể nào nó lại gần như là cái con A5100 được. Không có lý do nào là các bạn tìm A5100 xong lại bảo là A5100 không có, A5100 đắt quá mà các bạn lại hạ xuống A5000 được. Hai cái máy ảnh này nó khác nhau phân khúc tương đối nhé. Còn ví dụ như trong trường hợp các bạn là tìm A6000 không được, đấy, tìm mãi mà nó đắt quá như thế nào đó ABCVZ, các bạn có thể chuyển qua A5100. Lúc đấy thì chúng ta có thể là chuyển được, vì là cái thông số kỹ thuật của cái Sony Alpha A5100 này nó giống tương tự như Sony Alpha A6000. Còn A5000 và A5100 thì khác nhau hoàn toàn. Đấy là chia sẻ cho các bạn là như thế. Đối với Fujifilm XA3 thì hôm nay mình có 3 chiếc. Một chiếc thì đã về và giới thiệu cho các bạn ở một video cách đây vài video rồi. Và còn hai chiếc màu đen các bạn có thể nhìn thấy đi kèm với ống kính là 16-50. Ngoại hình của những cái chiếc máy này thì ví dụ như cái con này nó rơi vào tầm 96-97%. Máy màu đen phần trên phần dưới mạ chrome rất là đẹp luôn. Màn hình cũng đẹp các bạn nhé. Màn hình này như có miếng dán này. Đúng rồi, có miếng dán. Hình như là còn là miếng dán cường lực đàng hoàng cơ. Ở đây cũng có một chiếc Fujifilm XA3 màu đen. Chiếc máy này thì rơi tầm 97-98%. Cũng đẹp xuất sắc, ống kính đi kèm cũng là 16-50. Fujifilm XA3 thì có cảm biến là 24 megapixel,
Con này có thể quay phim được Full HD 60p, màn hình cảm ứng và màn hình rất là lớn, màu sắc tươi và cái con này cũng khá là dễ sử dụng. Ở đây có một cái chiếc Sony Alpha Nex 6 nữa này. Chiếc Sony Alpha Nex 6 này thì hôm nọ cũng đã giới thiệu cho các bạn khá là nhiều. Hôm nay thì về được thêm một chiếc. Con này thì về body thôi. Tất nhiên nếu các bạn muốn mua kèm kit thì bên mình vẫn có kit cung cấp cho các bạn. Nếu cái bộ này mà đi kèm kit thì nó sẽ có mức giá rơi vào tầm hơn 6 triệu. Ở đây có một chiếc Sony Alpha A6100 nữa này. Chiếc Sony Alpha A6100 này thì hôm nọ vừa mới về ở bên mình. Máy này thì màu trắng, ngoại hình nó rơi vào tầm khoảng độ 97 đến 98%. Điểm trừ duy nhất là nó có một cái góc ở đây nó hơi mờ sơn một chút, các bạn có thể nhìn thấy cái chỗ ngón cái mình chỉ ở đây. Nhưng mà tổng thể cái chiếc máy này còn rất đẹp nhé. Như thế này là thuộc loại đẹp rồi. Mà ở thời điểm hiện tại khi mà những chiếc Sony Alpha A6000 nó có mức giá khá là cao như vậy thì chúng ta có thể là cân nhắc lên con này nhé. A6001 về phân khúc thì nó là bản nâng cấp của Sony Alpha A6000. Nhưng tuy nhiên con Sony Alpha A6001 này được nằm ở phân khúc cao hơn một chút so với Sony Alpha A6003. Khi mà cái màn hình của nó là màn hình cảm ứng, tốc độ bắt nét của nó nhanh hơn. Các bạn muốn livestream thì cái con A6001 này cũng khá là ok khi mà nó không nóng và nó có một cái màn hình lật 180 độ ở phía trước. A6003 và A6005 không có nhé. Các bạn muốn màn hình lật phải sử dụng A6001, A6004 và A6006 đổ lên thì mới có màn lật trên những dòng Sony Alpha A6000 series. Có một cái chiếc Sony Alpha Nex 3 nữa. Chiếc Sony Alpha Nex 3 này thì mới về. Con này ngoại hình nó rơi vào tầm 95%. Điểm trừ của con Nex 3 ở đây là cái chỗ buồng lật đèn flash này nó mất cái nắp và cái đèn flash, thế đâm ra là mình gắn luôn cho các bạn, có nghĩa là kèm luôn cho các bạn một cái đèn flash cóc này. Đấy. Nó lại đi kèm với một cái ống kính là 18-200. Tuy nhiên cái ống kính này sẽ bán rời nhé các bạn nhé. Ống kính này thì nó có một cái vết xước ở cái góc này này, cái chỗ mình chỉ tay này. Không biết trong video thì các bạn có thể nhìn kỹ hơn không? Đây để mình zoom lên. Đấy cái chỗ vết xước này, các bạn nhìn thấy không? Tất nhiên là nó sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh các bạn ạ. Các bạn biết vì sao nó lại không ảnh hưởng đến hình ảnh không? Thứ nhất là mình đã test rồi. Ví dụ như mình bật màn hình lên và mình chạm thử và mình che thử cái vết xước này thì cái ngón tay của mình nó cũng không hiện ở trên màn hình. Lý do là vì là cái khung của cái sensor ấy, nó hình chữ nhật giống như cái màn hình này. Do vậy mà cái tiết diện ở trên cái mặt trước của ống kính ấy, thì là nó sẽ mất phần trên và phần dưới kiểu như thế này. Rất là may mắn là cái vết xước này nó nằm ở cái phần che, có nghĩa là cái phần của cái cạnh dài của cái cảm biến nó che đi. Vì vậy gần như nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng hình ảnh. Tất nhiên thì cái ống kính này nó lại rất là rẻ. Thường thường những cái ống kính mà nó chỉ gọi là hơi bụi hoặc là nó xước sát vỏ ngoài một chút và cái thấu kính của nó không bị xước sát gì, nó có mức giá là hơn 4 triệu. Tuy nhiên cái con này nó chỉ có mức giá là hơn 3 triệu thôi. Bạn thích một cái ống kính toàn giải như 18-200, có chống rung và chất lượng hình ảnh rất tốt thì chúng ta có thể cân nhắc con này. Mải nói về cái ống kính 18-200 mà vẫn quên hôm nay là có thêm một cái chiếc Canon M3 nữa này. Đây là một cái chiếc dòng mirrorless của Canon. Con này thì cũng có một bạn ấy nâng cấp lên một cái máy khác, do vậy là bán đi. Con này trước bạn ấy cũng mua bên mình. Với một cái ngoại hình nó rơi tầm 95% như này, ở phía dưới mặt dưới này có một số những vết xước sát. Con M3 này thì vỏ của nó được làm bằng phun kim loại, do vậy nó sẽ bền và chắc chắn hơn so với M10 cũng như là M100. Độ hoàn thiện của nó cao. Vì vậy mà những cái vết xước sát như thế này thì không ảnh hưởng gì con máy cả. Con này nó có mức giá là hơn 7 triệu các bạn nhé. Trên đây là một số những chiếc máy ảnh trong ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu về những chiếc máy ảnh hay là những chiếc ống kính có thể liên hệ theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy cũ khác.